cho quý vị khán giả đang theo dõi trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Vòng 8 HPL S11 sẽ đến với chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trước mắt quý vị và các bạn, lúc này sẽ là trận đấu trong khuôn khổ loạt trận sớm. Và TG sẽ đối đầu với Thiên Khôi. Trọng tài Văn Thành và ông Hoàng Sơn sẽ là những người bắt chính trận này. Còn ông Thanh Tùng sẽ là trọng tài bàn. Lâm Tô Z và Sáng Percy là thủ quân của hai bên. Những cái tên cũng đã quá quen thuộc trong làng Phủi. Đây là trận đấu chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cục diện ở top đầu. TG và Thiên Khôi chắc chắn là cũng rất đáng theo dõi và quan tâm. Bóng đã bắt đầu lăn trong hiệp 1 thì Thiên Khôi thi đấu ở bên phía. Dàn xếp rất tốt. Vẫn là cơ hội cho cầu thủ TG. Giang Nguyên Công, Long Tô Z móc bóng, không được. Cú sút quá đẹp mắt. Đã có bàn thắng cho cầu thủ Thiên Khôi và đó là pha lập công của Khôi Ngò. Nhưng ở phút thứ 7 của trận đấu thì Dương Văn Khôi đã mở điểm cho cầu thủ Thiên Khôi. Phần nào đó trong tình huống này thì chúng ta có thể chờ đợi nhiều hơn ở Hưng ECL. Dường như thủ môn của TG đã bị bất ngờ với cú đá của Khôi Ngò, bóng lách qua hàng rào. Lại một tình huống cố định nữa. Lần này đứng trước bóng là Sáng Percy. Chắc chắn là Hưng ECL sẽ phải tập trung hơn. Dàn xếp hay. Rất tiếc là pha dứt điểm của Đăng Khánh đi không chính xác. Mùa giải năm nay Thiên Khôi có 3 thòng là Đăng Khánh, Huy Thị và cầu thủ còn lại là vừa rồi là cú sút của Giang Nguyên Công. Khoảng 15 phút trôi qua, lợi thế vẫn đang thuộc về Thiên Khôi. Khôi Ngò. Pha dàn xếp tuyệt vời của cầu thủ Thiên Khôi. Và vẫn là khác biệt ở những tình huống cố định. Pha kê đầu quá đẹp của Mạnh Nát. Lần này thì Dương Văn Khôi là người kiến tạo. Một bài đá phạt rất hay. Và được thực hiện một cách hoàn hảo, không một vết xước nào cả. Pha căng ngang rất mạnh của Dương Văn Khôi đã đến thẳng vị trí của Mạnh Nát. Cú sút của Dương Văn Khôi. Bóng đi lập bập rất khó chịu. Khả năng đá rộng của Khôi Ngò đang được phát huy. Rất khó để kiểm soát được Dương Văn Khôi. Đây rồi, Huy Hùng đã vào sân. Rất nguy hiểm, thêm một cơ hội từ quả phạt góc cho Thiên Khôi. Mỗi tình huống cố định của Thiên Khôi là một phen sóng gió với TIG. Không có gì nguy hiểm với thủ thành Xuân Sơn. Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Còn Ma Văn Nhiệm là người được kéo vào trong và đá thòng trong đội hình của Huy Hùng. Khống chế tốt, vẫn là Huy Hùng dứt điểm kỹ thuật. Pha xử lý rất nhanh của số 18. Pha xoay lên rất hợp lý của Xuân Tuyền. Đây sẽ là cơ hội cho Thiên Khôi. Tuyên trầm. Không vào. Quá đáng tiếc. Có vẻ như bóng đã bật vào hai cột dọc. Sức dướn tuyệt vời của Xuân Tuyền. Không phải hai cột dọc. Khôi Ngò lắc vào trong và sút. Và đèo người tốt của trung tám. Tiếp tục là Khôi Ngò. Cường Trề. Chân trái sút ngay. Sẽ có quả phạt góc cho Thiên Khôi. Đồng đều và có chiều sâu. Rất nhiều cầu chất lượng. Và xử lý AB cho Long Tô Z nhưng không thành công. Và đây là cơ hội phản công. Sáng Percy đang quan sát. Phút áp chót của hiệp 1. Huy Hùng chuyền bóng ra cánh phải. Giang Nguyên Công. Vẫn là Giang Nguyên Công. Có thể thấy trong hiệp 1 thì phần sân của Thiên Khôi bị ngược nắng. Nhưng TG cũng chưa tận dụng được điều đó. Cái chân trái của Xuân Kiên có thể sẽ làm nên chuyện. Không qua được rào 3. Sáng Percy pha phối hợp 1-2 tốt với Mạnh Nát. Ở trong có Dương Văn Khôi.
Huy Hùng rất nguy hiểm, vẫn không qua được Xuân Sơn và cũng không thể có pha phản công của cao thủ Thiên Khôi. Luân Lưu đã đánh chặn tốt. Tiếp tục là Huy Hùng, đường chuyền quá dài của Huy Hùng. Đây sẽ là cơ hội cho cao thủ Thiên Khôi. Mạnh Nát không quá tự tin với cái chân trái của mình và đường chuyền của anh cũng không có được điểm nhận khi mà Xuân Sáng chưa kịp dâng lên. Cú sút ngày hôm nay chất lượng trong những quả phạt của Khôi Ngò là cực kỳ ấn tượng. Ở hiệp 1 thì cũng từ một pha đá phạt chính diện như thế này, anh đá xuyên qua rào 2. Thêm một cơ hội, Mạnh Nát quá bình tĩnh, đường căng ngang bị chặn lại bởi Ma Văn Niệm. Muốn cứu thua giữ lại những hy vọng cho cao thủ TIG. Thua thêm bàn nữa thì coi như là trận đấu an bài. Cơ hội, cú sút chân trái của Huy Hùng. Ở sân bên cạnh thì Tùng Anh đã nâng tỷ số lên 3-1, lập tức tái lập cách biệt hai bàn. Đây là cơ hội cho Claudesir. Phải đổ người bắt dính bóng từ thủ thành Xuân Sơn. Claudesir làm tường hay. Đường chuyền cho Huy Hùng, vẫn là Huy Hùng. Có bàn rút ngắn cho cao thủ TG một cách đầy bất ngờ. Chắc chắn là phần còn lại của trận đấu sẽ hay hơn với biến số này. Pha di chuyển khôn ngoan của Huy Hùng, rất không may cho Thế Bình. Thủ thành Xuân Sơn đã vẫy trái bóng đi khỏi tầm kiểm soát của Huy Hùng. Claudesir pha cài người rất hay. Pha ném bóng dài của Xuân Sơn cho Claudesir lại cài hay. Thế Bình, đường bóng dài cho Claudesir. Như Tuấn, pha tranh chấp rất khôn ngoan của Tuấn Điếc. Claudesir thả bóng cho Thế Bình, góc hẹp. Phút áp chót của trận đấu, được chuyền dài cho Claudesir. Vẫn bị kèm rất chặt và dù chạm bóng nhưng không thể hướng trái bóng đi như ý. Cơ hội để tung đòn chốt hạ nhưng cao thủ Thiên Khôi bỏ lỡ. 4 đấu 2. Hay thậm chí là 5 đấu 2. Cường Trề, cầu thủ đã thi đấu từ đầu trận. Tiếp tục là Giang Nguyên Công. Luân Lù thả xuống đáy, căng ngang. Khung thành đang trống nhưng bóng thuộc về Giang Nguyên Công. Vẫn là Giang Nguyên Công. Thì một pha chống cố định tốt. Dương Văn Cường mất bóng rồi. Khung thành trống. Đây là cơ hội tuyệt vời cho cao thủ Thiên Khôi. Không có cú sút nào được tung ra. Và TIG có thể tận dụng thời cơ này. Luân Lù không được. Dương Văn Cường, đường chuyền tốt. Cơ hội, một cơ hội bằng vàng đã bị bỏ lỡ bởi Đức Batigon. Thiên Khôi thắng 2-1 trong trận đấu mang ý nghĩa 6 điểm ở nhóm cạnh tranh top 3. Lợi rất quan trọng cho Thiên Khôi. Những khoảnh khắc tỏa sáng của Dương Văn Khôi và Mạnh Nát ở trong hiệp 1 giúp cho đội bóng